mình là Đạm Đá đây, và ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho anh một sự bất ngờ, chính là mình sẽ chơi cái combo Saitama và Metal Bash. Thì cái thực sự cái combo này mình chưa chơi với Ninh Sang bao giờ anh em, mình chưa chơi với Ninh Sang bao giờ. À nếu mà có thì không, chưa anh em. Ok, cho nên ngày hôm nay mình sẽ thay vì Ninh Sang chơi con Metal Bash như lần trước, thì hôm nay mình sẽ có một sự hỗ trợ rất là đắc lực từ vị trí của The Strongest Hero ha. Con này thì anh em biết rồi, rất là mạnh, khi mà đánh nó tầm gần ha, đó cận chiến anh em, nói chung là cực kỳ mạnh nha. Bởi vì một con bố đấy nó mất cơ, gọi là nó làm cho đứng quân mất nửa cái máu à, rất là mạnh luôn nha anh em. Và khi mà thức tỉnh lên á thì một chiêu nó là một chiêu nó là cứ một hit rồi. Cho nên là lần này mình sẽ vô Zono thôi đây. Rồi giờ sẽ vô mình đấu răng ha. Ok, thì dạo này mình đấu răng hơi nhiều, xin lỗi anh em nhé, chứ giờ mình hơi chuyện tí anh em, đấu răng nhiều quá cái cuối cùng mà mình phải có tâm lý phải gỡ lại anh em ơi. Rồi hiện tại răng mình đúng một răng mà là răng 15 ha, thì sao như vậy anh em. Rồi thì mình sẽ vô rồi, đi sang ở đây, đi sang vô anh em. Rồi giờ đi sang sẽ nhập vào server nên hôm nay nó khá là đông anh em. Thật ra thì là anh em nói là vậy, sao giờ này mình không đánh là một v một nữa, bây giờ mình thích đánh, đánh đi sang anh em. Nhưng mà mình giờ này mình cũng hơi không quen anh em, quay hai người riết rồi, giờ mình không quen quay một người. Mình thấy là quay đi sang nó vui hơn ngay, chứ quay một mình thấy nó cứ buồn kiểu gì á. Rồi ok, hôm nay mạng cũng khá ổn, mình chắc mình mong vậy ha, mình mong vậy chứ mình chưa chắc ra. Rồi ok, bấm tay tham gia đi vô game, chứng tỏ này mạng là tầm 2 pin, 3 pin đó. Ok rồi, bà mẹ game mới vô gặp thằng này nữa rồi, thôi lỡ chơi combo này rồi không thể nào mà người ta rút lại đây anh em. Last match sao đây, cái này là trận cuối đó sao đây. Chắc bà trận cuối nó là trận cuối mình vậy. Rồi ok, ai 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 ba 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 thằng kia nó lát rồi. Mình chết rồi, tới được mày chết rồi. Tới được rồi, chết rồi. Giúp thiệt coi. Đây, có tụi, có tụi. Hay quá ông ơi. Rồi ok, mình sẽ quay hết rồi. Ok, dồn chiếu đi. Thằng này chết rồi. Đây là trận cuối cùng của nó mà. Dùm ba. Quấn đi. Dạ, thằng này trên ninja nó hơi khó xíu, mà thằng này trên ninja xíu nên là nó sẽ hơi hít lên. Đây. Dạ. Rồi, nhanh quá rồi. Cái gì vậy man? Cái gì vậy bro? Ai nói chơi game bạn bè thì dễ hơn. Đây, có thương thôi. Ê, cái gì vậy ông? What the fuck? À, xin lỗi, tôi đâu biết, tôi tưởng tôi... Rồi, lên đi. Dạ. Ê, thằng này ba nó nhanh quá rồi. Đi cầu. Trời ơi, nó nhanh quá đây mà. Đây. Thầy quá.
có gì mới thức tỉnh. Đây đấy, thức tỉnh để tôi, rồi, thì chết rồi. 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 Quá tuyệt vời. Chiến môn luôn, thằng nào bị mất cái chiêu này hết trơn em à. Chiến môn. Rồi quên. Ok, nhận xét thì trận đầu nó cũng khá suôn sẻ đây mà thằng rank cao nó sao anh em ơi. Hả? Nên mình cũng không vấn đề nha. Rồi, trận tiếp theo xem đây. Rồi, 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 rồi. Ok, vô trận theo này. Ô này đánh đông ta. Này đánh server khá là đông anh em ạ. Để mình coi là hiện tại răng mình là cái răng này nó cũng không có không là cái gì hết trơn em, mà cái gì anh em thấy không, nhiều khi mấy thằng cao thủ đơn giật á nó ở đằng sau mình cũng biết anh em, nên là cái này nó quan trọng ở chỗ bọn mình thì không có chơi nhiều quá, mình chơi chủ yếu là chơi vui anh em ạ. Nên là anh em đừng có nói sao là mình chơi gà, mà đúng mình chơi gà thiệt, đúng mình chơi gà thiệt mà anh em, mình chơi nếu mà chơi gà mà sao nó cứ xếp mình vô mấy cái răng cao sao đó. Đúng thiệt. Này là cái số mà là giờ xa ta, cái con này nãy thật sự là mình lâu quá mình không chơi, mình cũng chả quen con này, với lại cái con này nó dựa vào cái gì ta, cái khả năng mua canh gì ta, canh một kia anh em, tức là mình canh theo chuẩn là nó cũng như không rồi. Giờ sao giờ mình thấy mình thấy xét nhận mình chơi gì đó. Xài đủ chiêu đi em ơi. Mẹ ơi, bà mẹ xài đủ chiêu. Ui, thật chiêu gần cây. Để mình dùng con bố nó ngon rồi đây mà. Trời ơi. Cần sự giúp. Mày đỡ, mày đỡ đi. Ok. Thế vụ con mua này. Ê, trời ơi, nó hụt. À đâu. Qua. Cứu rồi. Ê, kìa đi. Ê, chùa hai đâu trời. Quá chạy kịp, chạy kịp. Dạ. Dạ. Đúng rồi, spam khác. Á, spam hai cái. Quay. Ok. Yes, cứu tôi. Rồi. Cái. Trời ơi, chạy cũng chết nữa. Ấy nhờ. Nè, thằng này nó spam mà cái nha. Trời ơi, tao đây cứu.
ổn sao rồi ai á má kia đủ ra ấy trời ấy. Quái nồi rồi trời ơi vơ cơ lơ em quay quay má kia đủ ra trời cái rồi cái quái này cũng ăn được để vậy còn gặp ngay thằng spam đúng không cái chứ không còn mấy bạn hết hết rồi mà chết luôn rồi quái nồi đấy nó spam nó chạy được rồi không dí được luôn ấy cay rồi từ từ đang cố gắng đây trời tôi chơi sẽ là ma mà tôi dí mấy thằng runner là tôi chịu quá từ đến khó lắm bạn khó một cái gì đó rồi ok ok trời ơi no làm sao giờ sao đây tôi làm gì đây sao cái thời điểm này mà nó giống như thời điểm mấy năm trước ta rồi mình đã. Rồi kìa, tức đâu rồi? Chạy ấy. Rồi, nó lên tức nó lên tức rồi. Đếp vào nó, mời đếp vào nó. Rồi, đếp đâu nó. Quá. Xoay, đúng rồi. Xuống kia trước ông ơi. Rồi, một vô. Đúng rồi. Hay quá. Rồi. Nó về rồi. Đâu. Quay lại. Đúng rồi. Đúng. Ui, mém dính kìa. Trời ơi. Coi chừng không ơi, nó spam á, thằng này kia spam. Nó thằng này nó vừa chạy nó bay ấy, nó cố. Nó chết luôn rồi. Vụ nó sẽ chơi. Đó, đúng rồi. Hai vô. Được, ông đứng gần sát nó rồi, hai vô. Ơi, mày, hai. Ủa? Rồi luôn cái đấy mà. Giờ chỉ có khi mà ông bắt dính chưa hại thì mày ra phải được không mày? Ủa gì? Rồi đúng rồi. Hay quá. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi, hên quá đi. Hay quá, đúng rồi ông ơi. Cố lên ông ơi. Đúng rồi. Nó chạy đó, bắt đầu nó chạy đó. Giống như hồi nãy luôn á. Đó. Cái này. Đó, nó chạy ông ơi. Trời ơi, vậy mà cũng đúng hả? Đó, bắt đầu nó chơi chạy á. Đó, thằng này bắt đầu nó chơi chạy không rồi. Đúng rồi. Hiền với nồi, thằng này hiền đúng rồi. Đúng rồi. Hay quá. Chết rồi, mình dụ mình bắt bẫy. Chết mẹ mất bảy rồi. Trời ơi. Vì nó luôn rồi, Nó chờ hồ máu rồi mày, nó chờ nó lên tay á. Thằng này khôn lắm. Sắp lên tay chưa?
giờ cho dù thằng này nó có lên, giờ cho dù thằng này nó có lên công ty nữa, nó kẻ sao à, nó tôi quên mất thằng này nó có quyền mà. Chết mẹ ai cơ? Bạn nghĩ sao vậy? Giết nó luôn rồi, Bạn nghĩ sao vậy? Hay quá rồi, đúng rồi. Quá đúng không rồi, cho thằng này lên tôi không ơi. Mẹ. À giờ ông mà muốn tiền cái là không đến nè. Hay bắt cơ. Ui, vãi nồi gì mong dính kìa. Mày gái, đúng rồi. Xài bôi, thêm một hai dư nữa vô ông ơi. Cái gì mấy cái gì? Rồi bình tĩnh rồi, Đúng rồi, chiêu một vô. Đâu, nó kìa, chiêu một vô ông ơi. Trời ơi. Final. Ui. Rồi hay quá. Đúng rồi. Trời ơi. Rồi, trời. Đúng rồi. À. Rồi. Ủa? Ôi nhưng mà nó còn mạng không ơi. Trời ơi. Mẹ nó còn mạng không ơi, tôi quên. Cái đi. Yên. Trời ơi. Nè, vãi nồi rồi. Rồi. Quá giờ sao rồi? Giờ sao vấn đề nè. Nó kêu vượt, nó kêu là ông xong rồi kìa. Ok, ok, để xem ai xong. Trừ khi mà nếu mà nó không bật ulti á thì coi như là nó xong rồi. Chờ chờ luôn mới nó chờ hết hình thì mình cũng chờ hết hình ranh ông ơi, sợ đéo vậy. Thằng này nó chơi, thằng này nó cũng chơi bẩn mà ông lo gì. Trời. Thằng này nó cũng chơi bẩn mà lo ông ơi. Rồi trời ơi. Ê chết, đi ra phía sau nó rồi, Ui, trời. Nó quay kìa, phải. Không phải nồi gì mà né được kìa, phải nồi luôn. Hay quá, đúng rồi. Đúng rồi. Hay quá, trời ơi, hay quá ông ơi. Cố lên, tin vào ông, ông phải làm được, tin vào chính mình, đi. Tin cái ông thì tin gì sao rồi? Nghĩ được tin nữa. Bro is running, ok. Thôi vậy mà không dính, phải rồi. Trời ơi. Gần lên luôn tay rồi anh em à.